Mì ông đã chưa trời. Lung bì đã quá vậy. Dài thùng luôn, đang thui. Đẹp thì sợ. Đậu lông mì. Phải cần nói, mình nói là phải cần nói. Quá đẹp. Chị có con gái em gì? Có. Con gái không được như hắn, khổ rứa đất thế nè. Thằng này là vừa là con trai mà mắt to lông mi dài, còn bà nhỏ này là mắt xí 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 lông mi mũi. Lì kỳ vậy. Đổ ngược lại. Không đau rồi đó. Ráng xíu. Mụn dễ ra đỡ đau chứ mụn lì là đau lắm. Đáng lẽ đi mấy cái buổi mà trời mưa phải lạnh đó, lạnh sớm đau. Sợ đau đó chị, đau hơn. Miếng lại chút ở đây thì miếng lại tuần này đó chứ. Trễ gần 2 tuần, 3 tuần. 3 đó chị, không 2 đâu. Em nhìn da này là 3. 1 tuần, 2 tuần chị đi công tác. Nên mà đi đều là ok rồi. Đỡ, hơi đau xíu em. Câu nên cũng lì. Nó đen cũng nhiều ghê nhỉ. Điều không chị, lâu lắm mồm có. Đó. Có nhiều cũng dễ ra thì cũng đỡ đau. Nhiều cũng lì. Đau. Nhỏ 230. Nhỏ. Hũ lớn 230. Cái kem của mình đó kìa. Dạ. Ông bô vô cho tại nó da mặt cũng trắng đẹp gì vậy. À, cái đó cũng trị thâm á chị. Cũng trắng. Dạ. Xong rồi kìa. À, chị nó chị mà đi với bé hả? Ừ. Chị nó kêu em làm mặt đó mà chị có làm luôn không? Chị nghe em. Alo. Em nghe đây. Nghe. À hồi nãy chị gọi chị nói nó thôi. À thì mấy cái nó là để
vô cái ốp sàn rồi em bung ra, em làm chỉ chứ. À, ấy là ốp lên phía trên cho nhìn cho hắn hài hòa với cái sàn luôn đúng không? Ở trên tầng 3 của chị cũng ốp sàn hết mà. Ờ thì đó chị đang hỏi chứ thôi. Cho chắc ăn chứ đó. Ai mà ốp sàn xong để nó lại lên gớm mới à. Biết rồi. Ok. Còn gì nữa không? Chắc không. Đấy là hài lòng à? Hả? Để lên đèn đồ này nọ để rồi chắc lên đèn đồ lắm mới đẹp. À. Đúng rồi, vô sàn lên đèn. Không, ý là chị sợ là cái nó còn thôi, chị sợ em chưa có nói lại cái chị xỉu luôn á. Mình quá mà ai là chưa có nói lại thì chồng đó. Chị là định chồng chị là nói tiết kiệm tiền cho chị để chồng chị cho vui chứ ai mà để chừa có nói lại chừa lại chắc nhìn vô xỉu ngang luôn. Để em bung ra rồi ok, xong hết sơn kia sàn nó mới vô được chứ không á lẫn đổ xuống sàn. À chị hiểu rồi. Ok, để em đục hết ra chân tường ra rồi. Ok em. Nhiều lắm à. Ai? Ý là bé làm đầu tiên đây mà. Mặt gì? Bé nào à? Bé khách nào hả? Ý là bé là nhân viên đó em. Thấy mặt con trẻ ôi trời, nó để nhiều đi á. Quá rồi hả? Nhưng mà nó chị nó nói gì cũng nghĩ là nó đụng vô nhiều nó sẽ ra đó. Chị kêu thôi để tự nó hết kìa. À, nhà hết đồ, hết đồ, hết đồ. Quan điểm mình là trước đây thì thôi để tự nó hết, để tự chung tự không có là làm chi có chuyện tự hết. Bởi có nhiều người tự hết là sao già là cái mặt là nó gớm luôn á, rỗ với lại đó, cái đâu có biết đâu. Làm xong thì mấy hôm sau thấy đỡ hẳn, đỡ người ta mới đi chứ, đỡ người ta mới đi chứ, mình để như thế này thì hư da. Không tạo giờ không biết rồi cái cho tôi mình cứ tưởng nó mới phát triển vậy thấy cho đây được mấy tháng năm mãi mãi cái năm trước nó có nhiều đâu. Nhưng mà câu mụn câu này không có gầy rỗ à, mụn này chỉ có già sau này sợ sần thăm thì hết thôi, thăm thì sau này cũng hết, chỉ có sợ mụn to mới nguy hiểm. Mụn to mà để lâu là sao rỗ hết trơn, còn mụn này không rỗ không chi trơn, chỉ có là để sợ lỗ lắm to thôi. Ví dụ để mình không lấy với lại da thăm với lại không gây rỗ. Tùy mụn bọc, mụn nhọt mũ mụn nó mới... thằng câu này mà mụn nó chắc chịu không được đâu, mụn nó ghê lắm, kinh khủng. Ừ, chụp mụn trước mũi có mấy mụn bọc có đem lên mấy chị ra chị lấy ra mớ đó. Ủa, mụn nó xỉu luôn, mụn nó đau lắm, mụn đau cực kỳ. Nghề mà. Chị đau dỗi. Dễ ra, mụn dễ ra, không đau với mụn họ lì trăng mà. Mụn mà lì lắm, chịu không nổi đâu. Rồi.